Anh Phong ơi, anh hãy làm tiếp tục bắt cua trả lời câu hỏi, nhưng mà lần này là có chị Sam đi anh. Ok, tôi thấy dạo gần đây có vẻ mấy bạn thích tôi làm bắt cua trả lời câu hỏi quá ha. Chắc là mấy bạn có nhiều câu hỏi hay lắm nè. Ok, vậy thì được rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một video bắt cua trả lời câu hỏi cùng với lại Sammy các bạn nha. Ok, còn bây giờ thì bắt đầu thôi, let's go. Rồi, ok 500 anh em. Thì hiện tại bây giờ mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã vào trong cái tựa game bất để chúng ta sẽ cùng nhau chơi bắt cua trả lời câu hỏi của những bạn fan đây nè. Thì tôi mới vừa lọc ra được những câu hỏi thì tôi đã tìm được tổng cộng 6 câu hỏi các bạn ạ. Tại sao lại là 6 câu hỏi? Lần trước là mình trả lời 10 câu hỏi, nhưng tại sao lần này chỉ có 6 câu hỏi thôi? Là tại vì mình tìm được 6 câu hỏi của 6 bạn này là hay nhất thôi. Còn những bạn khác á, mình thấy mấy bạn hay hỏi mình mấy câu gọi là nó hơi kỳ kỳ á. Ví dụ như là anh Phong nặng nhiêu ký vậy đó, rồi anh Phong xấu trai quá, anh Phong có bao giờ suy nghĩ rằng là làm cách nào cho mình đẹp trai hơn không đó. Trời, mấy câu hỏi nó hơi kỳ các bạn ạ. À, vô chi quá cho nên là bây giờ mình chỉ trả lời những câu hỏi nào mà hay thôi nha. Đó, với lại mấy bạn đặt câu hỏi cho mình, mấy bạn đặt câu hỏi nào hay hay xíu, ừ chứ đừng có đặt mấy câu hỏi kiểu vậy tôi không trả lời đâu nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bắt cua và trả lời câu hỏi nha. Và Sammy sẵn sàng chưa Sam? Sẵn sàng. Rồi, mấy câu hỏi ở đây là nó hơi bị khó luôn nha, Sammy chuẩn bị nha. Ok, rồi, đến với câu hỏi đầu tiên. Anh Phong ơi, bé Bông và bé Cam đâu rồi anh? Câu hỏi như thế này thì tôi nghĩ rằng là có nhiều bạn cũng thắc mắc lắm nè. Dạo gần đây có thể mấy bạn thấy là tôi với Sam rất là ít quay vlog về bé Bông với bé Cam đúng không? Thì tôi nghĩ là sẽ để cho Sammy trả lời đi. Nói chung là hồi này mình nghĩ là chắc là có số người cũng biết sơ sơ thôi. Nhưng mà thật ra là bé Bông bé Cam hiện tại đang ở Huế nha mọi người. Còn hiện tại mình đang ở Sài Gòn. Và việc mà vận chuyển bé Bông bé Cam ra Sài Gòn thì khá là nguy hiểm. Tại vì vận chuyển bằng đường máy bay á bạn. Nên là đúng rồi, không an toàn lắm. Đúng rồi. Nếu như bạn không biết á thì bé Bông với bé Cam á nha là thú cưng, cho nên là đi máy bay á thì người ta sẽ phải yêu cầu rằng là không được đem Bông với Cam lên trên máy bay mà phải để ở bên dưới khoang hành lý. Đó, thì khi mà để dưới khoang hành lý á thì chúng ta sẽ phải ký một cái tờ giấy. Người ta gọi cái đó là một cái tờ giấy cam kết nha bạn nha. Nếu như mà lỡ mà trong lúc đang bay nha mà lỡ có chuyện gì đó xảy ra với Bông với Cam, ví dụ như là cái vali nó ngã đè trúng Bông Cam hay là nó bị cái gì đó, ừ xong rồi cái Bông với Cam kiểu đăng xuất khỏi trái đất luôn. Đó thì lúc đó người ta sẽ không chịu trách nhiệm nha bạn nha. Thì lúc đó sẽ thấy là hơi nguy hiểm đó. Nên là mình mới nghĩ đầu là giờ tự nhiên mình đem Bông với Cam ra ngoài Sài Gòn mà lỡ đâu đang bay cái đầu nó bị cái gì đó xong Bông với Cam gọi là đăng xuất luôn thì tội nghiệp cho Bông với Cam lắm. Cho nên hiện tại bây giờ là Bông với Cam đang được ba mẹ của Sim và Sam nuôi ở ngoài Huế nha bạn nha. À, mà bạn yên tâm đi là Bông với Cam hiện tại giờ vẫn đang rất là khỏe và mặt ú u luôn. Sắp tới tôi sẽ up mấy cái hình lên cho bạn coi. Đây nè, đây là một số những tấm hình của Bông với Cam nè. Đó, bạn thấy không, thấy con Bông không, nó mập ú u luôn bạn. Đó, trời ơi, đâu phải đơn giản đâu. Đó, rồi. Và đó chính là câu hỏi đầu tiên là tôi thấy nhiều bạn tò mò quá cho nên là tôi cũng trả lời câu hỏi này luôn. Ok. Và câu hỏi tiếp theo là: anh ơi, nhân tiện cho em hỏi là bé Thỏ của anh mua lần trước đâu rồi? Bé Thỏ ạ. Thực ra là bé Thỏ lúc trước mình có nhận nuôi một bé Thỏ, thì mình có quay một cái vlog là nhận nuôi bé Thỏ trên kênh của mình á. Nếu như bạn nào chưa xem có thể xem lại video đó nha. Thì cái bé Thỏ này á là lúc đó bọn mình nhận nuôi về thì mình đã nuôi bé Thỏ này được khoảng một tuần các bạn ạ. À, mình nuôi được khoảng một tuần, sau đó mình đói bụng quá cho nên mình chiên lên mình ăn. Ủa? Cái gì vậy? Giỡn thôi, coi đến đoạn này chắc có nhiều bạn giật mình lắm đúng không? Tôi giỡn thôi. Thỏ dễ thương vậy ai chiên anh ăn được đúng không bạn? Thật ra các bạn là bé Thỏ này bọn mình mua về nuôi á là một bé Thỏ đến từ Thái Lan nha các bạn nha. Thì bà chủ có bảo mình á là bé Thỏ này đến từ Thái Lan cho nên là khí hậu ở Việt Nam mình sẽ gọi là khiến cho mấy bé Thỏ này hơi yếu một xíu. Đó cho nên là mấy bé cần phải chăm sóc rất là kỹ. Nhưng mà mấy bạn cũng biết rồi là mình thì thời gian mình gọi là phải livestream nè, quay video nè, đi quay job cái kiểu làm video cho bạn xem đồ kiểu, cho nên bọn mình không có quá nhiều thời gian để có thể chăm được bé Thỏ. Chính vì như vậy cho nên là sau khi mình nuôi bé Thỏ này được một tuần á thì mình quyết định là trả bé Thỏ này lại cho chị chủ shop thú cưng luôn đó. Bởi vì là mình nghĩ nha, là nếu như bây giờ mình nuôi đi mà lỡ đâu mình nuôi không kỹ á, xong rồi bé Thỏ rồi là bị đăng xuất khỏi trái đất đó, thì rất là tội nghiệp luôn bạn hiểu không. Mà Thỏ là một cái loài rất là khó nuôi luôn nha các bạn. Chỉ cần nó ăn bậy một cái gì, nó ăn một cái miếng trái cây hay là cái gì đó thôi, nó bị đau bụng cái thôi là nó lủng củ tỏi luôn đó. Cho nên là mình phải đem trả lại các bạn à, tại vì mình thấy nuôi mà gọi là sao ta, lỡ đâu có bị gì tội nghiệp nó lắm bạn hiểu không. Đó, Thỏ khó nuôi ở chỗ đó nữa chứ. Ví dụ mà mình nuôi kiểu nuôi là con mèo như là bé Bông bé
cam đi thì nuôi rất là dễ, tại vì bông với cam rất là khỏe, bọn mình có thể dành thời gian chơi chung với bông với cam được kiểu luôn. Đó, còn thỏ thì nó khác các bạn ạ, thỏ thì khó nuôi lắm. Ok, rồi đó là câu trả lời của mình đối với câu hỏi này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo nha. Anh chị có tính nuôi thêm thú cưng nào nữa không ạ? Có bạn này hỏi câu này hay nè, cái này hay nè nha. Có vẻ là mấy bạn gọi sao ta đã tiên tri đúng rồi đó. Thật ra nha là sắp tới đây mình với Sammy sẽ nhận nuôi thêm một bé thú cưng nữa. Đó, bởi vì là bọn mình để bông với cam ở ngoài Huế rồi, nên là bọn mình ra ngoài đây thì bọn mình rất là buồn các bạn ạ, rất là cô đơn đó. Chính vì như vậy cho nên mình cũng muốn gọi là tìm một bé thú cưng nào đó dễ thương xíu để mình nuôi ở ngoài đây. Thì mình sẽ bật mí cho các bạn luôn nha, là bé thú cưng này sẽ là một bé cún nha các bạn, một bé cún nha. Đó là sẽ là em trai nha, con trai nha các bạn, bé cún đực nha. Đó, là em trai của bông và cam đó. Thì bé cún này nó trông như thế nào, nó đẹp như thế nào, hay là nó dễ thương như thế nào thì các bạn hãy đợi đi. Khi nào mà mình có vlog về bé cún này mình sẽ đăng lên cho các bạn xem để cho các bạn thấy nha. Chứ bây giờ thì tôi không có spoil đâu, tôi chỉ spoil xíu xíu nhỏ nhỏ cho bạn biết là tôi nuôi bé cún thôi. Đó, thì mình có một tấm hình ở trên Facebook như thế này nè. Đó, thì tấm hình này chính là tấm hình mà mình với Sam mới hôm qua luôn, bọn mình đã đi nhận cái bé này. Đó, thì sắp tới sẽ có vlog về bé cún này nha các bạn nha. Ok. Có bạn nào hóng không? Trời, chắc là hóng đó đúng không? Tò mò là bé cún này trông như thế nào đó đúng không? Thầy nói với bạn luôn, dễ thương lắm mấy bạn ơi. Nó là bé cún mới được có 2 tháng tuổi thôi, nó còn nhỏ xíu à, mà nó dễ thương lắm. Trời ơi, mình vừa bước vô mình nhìn thấy nó thôi là mình kiểu ui đứng hình luôn á, kiểu u te thực sự. Mà mấy bạn biết tại sao mình với Sam lại nhận nuôi bé cún không? Đáng lẽ là mới đầu á là mình với Sam tính là sẽ nhận nuôi mèo nữa. Ừ, bọn mình đã nuôi bông với cam rồi nên là mình cũng tính là nhận nuôi thêm một con mèo nữa. Nhưng mà bởi vì là khi mà vào trong shop thú cưng thì bỗng nhiên bé cún này lại nhảy vô trong cái túi sách của Sam. Đó, thì Sam đang đứng vậy các bạn, tiện bé cún nó chui trong cái túi sách của Sam. Đó, cho nên là mình với Sam thấy là bé cún này cũng dễ thương, mà sao tự nhiên nó lại chui trong cái túi sách của mình ta? Có khi nào nó đang chọn chủ cho nó không? Ừ, không phải là mình chọn thú cưng nữa mà nó chọn chủ luôn các bạn. Nó kiểu gọi là nuôi tôi đi mà đó, kiểu vậy đó. Nên là mình với Sam quyết định là chọn bé cún đó luôn nha các bạn nha. Thì sắp tới sẽ có vlog dành cho bé cún nha. Đó, thì thông báo cho bạn biết trước vậy là sắp tới sẽ có thú cưng mới. Rồi, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo nha. Thì câu hỏi tiếp theo, anh chị có dự định gì cho tương lai không? Thật ra là mình với Sammy á, là nếu mà nói là dự định cho tương lai thì bọn mình có nhiều dự định lắm các bạn ạ. Đó chính là sắp tới đây bọn mình sẽ làm đám cưới nha. Cái gì? Giỡn thôi, trời ơi. Tôi nói đến cái đoạn này chắc chắn là có nhiều bạn bất ngờ. Ủa? Thiệt hả? Nhưng mà thật ra không phải nha các bạn, thật ra là bọn mình sẽ gọi là sao ta? Bọn mình sẽ có một cái dự định khác nha, chứ phải là đám cưới nha, mình giỡn thôi. John Việt Nam thôi. Đó chính là sắp tới đây mình và Sammy sẽ cùng nhau gọi là chuyển ra một căn nhà mới để ở riêng với nhau. Đó, sắp tới đây bọn mình sẽ chuyển ra một căn chung cư. Mình sẽ quay vlog chuyển nhà cho các bạn xem luôn. Mình ở trong phòng này tính ra cũng mới được có nửa năm thôi à. Ừ, mình mới làm vlog chuyển nhà cách đây nửa năm thôi mà bây giờ chuẩn bị mình lại chuyển nhà tiếp rồi. Thời luôn á, một năm chuyển nhà 2-3 lần luôn bạn ơi, ghê thiệt sự. Ok, rồi, thì nói chung là dự định sắp tới là mình với Sam sẽ ra ở riêng với nhau các bạn ạ. Bọn mình sẽ không ở chung với lại mọi người trong Hero Team nữa, mà bọn mình sẽ ra và ở riêng với nhau, sống riêng với nhau trong một căn chung cư. Đó chính là dự định gần đây nhất của bọn mình. Ok, chung là đơn giản vậy thôi các bạn. À quên nữa, còn Simmy với Kyron cũng như vậy luôn nha các bạn nha. Sắp tới là Simmy với Kyron cũng sẽ ra ngoài chung cư, ở chung chung cư với mình với Sam á. Nhưng mà thay vì là bọn mình ở chung phòng thì bây giờ bọn mình sẽ chia ra, Sam với Sim với Kai ở chung một phòng, mình với Sam sẽ ở chung một phòng chung cư. Đó, nói chung là sống riêng các bạn ạ, kiểu vậy. Đó, hiện tại thì Mui cũng đã chuyển đến chung cư đó ở rồi các bạn. Sắp tới 3 ngày nữa là bọn tôi sẽ chuyển đi đó. Ok, thì có gì tôi sẽ quay vlog cho bạn xem nhé. Ok, rồi. Đến với câu hỏi tiếp theo. Ui, tính ra từ nãy giờ tôi bắt cua, từ nãy giờ tôi chưa bị té một phát nào luôn, bạn thấy ghê không? Tại map này dễ. Tôi là tới đích luôn không ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo nha. Và câu hỏi tiếp theo là sao dạo này không thấy anh Phong livestream nữa vậy ạ? Tự nhiên bạn hỏi câu này xong cái mình cảm thấy có lỗi quá bạn ơi. Cảm thấy có lỗi quá. Tại vì từ đó đến giờ là mình đã gọi là livestream cho bạn xem, mà mình cũng đã hứa với bạn là mình sẽ livestream rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mãi đến tận bây giờ mình vẫn chưa thể livestream được nữa. Tại vì á là mấy bạn thấy nha, dạo gần đây mình đăng video rất là nhiều luôn. Ngày nào mình cũng có video đăng lên cho bạn xem luôn. Ui, win luôn rồi nè. Oh yeah. Ok, thôi từ từ, đến đoạn này chúng ta win là chúng ta sẽ đổi vào con map khác và chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn nha. Rồi, ok bạn, chúng ta đã chuyển qua một con map khác rồi nè. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau
bắt cua trong map này và trả lời tiếp nha các bạn. Rồi, map này là map màu vàng. Ơi, nó có mấy quả trứng gà đồ nữa nè. À, ok. Thì quay trở lại với câu hỏi livestream hồi nãy thì mình có nói đó là dạo gần đây mình ra video rất là nhiều cho các bạn xem luôn. Chính vì như vậy cho nên là mình cũng không có nhiều thời gian để livestream nữa. Tại vì nếu như mà livestream thì mình sẽ không có thời gian để quay video, mà quay video thì sẽ không có thời gian để livestream. Đó, tại vì dạo này mình cũng chuẩn bị đi quay MV cái kiểu đồ kiểu cho các bạn xem đó, cho nên là hơi bận xíu. Nói chung là mình sẽ cố gắng, nếu như ngày nào mình rảnh thì mình sẽ bật livestream lên để stream cho các bạn xem nha. Tới chuyển qua nhà mới tôi hy vọng là tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để livestream cho các bạn xem. Đó, ok. Ui, té rồi. What the hell? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo nha các bạn. Anh ơi, 30k like rồi, khi nào thì anh mới ra MV cho bọn em xem vậy anh? À. Oh my god, 30k like của MV. Trời ơi bạn ơi. Có MV mấy bạn ơi. Mấy bạn có nhớ không, lần trước á là mình với Sammy đã có một cái video reaction cùng với nhau. Thì mình với Sammy có bảo rằng á là nếu như mà video reaction đó bọn mình đạt được 30k like thì bọn mình sẽ ra MV cho bạn xem. Thì mình sẽ thông báo cho bạn luôn nha là sắp tới đây thì cũng có MV đó. Nhưng mà là MV cho sữa Susu Hero. Sắp tới mình sẽ đi quay MV cho sữa Susu Hero á. Thì còn MV, còn MV của riêng hai đứa mình nha, MV của riêng hai đứa mình á thì mình nghĩ là chắc là sẽ tầm khoảng đến cuối năm là sẽ có nha các bạn. Tại vì hiện tại mình cũng đã bắt đầu chắc mà trời ơi chắc mà cố gắng đang cố gắng. Nói chung là hiện tại bây giờ là mình cũng đã viết được khoảng một nửa bài rap rồi bạn ạ. Nói chung là mình cũng không hát được chứ mình chỉ có thể rap được thôi, mà mình rap cũng không có hay nữa nên là mình cũng đang cố gắng lắm các bạn. Mình đang viết cái bài rap, mình viết được nữa rồi, sắp tới mình sẽ tiết kiệm tiền nữa để cuối năm nay sẽ có MV cho bạn xem nha. Nói chung là mình nhớ mà bạn yên tâm, mình là người giữ lời hứa. Ừ, mình hứa livestream bữa giờ mình không like là bạn thấy mình giữ lời hứa. Thôi mình giỡn đó bạn, sắp tới là mình sẽ có, chắc chắn là mình sẽ cố gắng để ra MV cho bạn xem nha. Nhưng ok mà không phải, không biết có phải cuối năm không, nhưng mà chắc chắn sẽ có đó bạn, cứ nghĩ. Đúng rồi, chắc chắn là sẽ có nha bạn, chắc mà mình sẽ cố gắng. Ok rồi. À, tiếp theo nè, và đến với câu hỏi tiếp theo của chúng ta sẽ là: sau này khi anh chị cưới nhau, anh chị sẽ làm đám cưới ở đâu? Ồ, câu hỏi này hay này nha. Sammy trả lời đi. Tôi hả? Tôi là muốn đám cưới tại vì tôi với ông đều là cá, hiểu không? Tôi là cá mập, ông là cá con heo. Đó. Cái gì mà cá, tôi là cá heo chứ cá con heo là cái gì? Cá con heo là cái gì? Thì con cá nó mập như con heo, thì nó cá heo, cá con heo đó. Okay. Bãi biển đúng không? Đó, sóng dập dìu, trời ơi trời. Wow. Nó lãng mạn lắm các bạn, như trong phim đó, phim đó, đi như hình đó. Đúng rồi, đó thì nói chung là nếu như mấy bạn muốn hỏi là nếu như bọn mình là đám cưới bọn mình sẽ làm ở đâu thì mình sẽ nói luôn, chính là bọn mình sẽ làm ngoài bãi biển nha các bạn đó. Mình với Sammy là có Mình với Sammy là có một cái ước mơ là sau này mà bọn mình làm đám cưới á, bọn mình sẽ làm đám cưới ngoài biển đó, kiểu như là vừa ăn đám cưới xong rồi nhảy xuống biển tắm luôn. À, cho nó đã. Sao không? Làm ở ngoài biển đắt lắm nên bây giờ tụi mình tiết kiệm tiền quá trời luôn. Đúng rồi, bọn mình đang tiết kiệm tiền đó. À, sau này đám cưới về á thì bọn mình còn phải gọi là lo mua nhà, mua xe, mua đồ nữa, cho nên là bọn mình đang cố gắng tiết kiệm tiền các bạn ạ, để sau này bọn mình đám cưới xong là bọn mình sẽ có tiền để bọn mình mua nhà, mua xe. Đám cưới xong mà không có tiền kỳ lắm mà. Đúng rồi, chẳng lẽ giờ hai đứa làm đám cưới xong hai đứa về đi móc bọc mà. Ủa? Nên là bây giờ bọn mình đang cố gắng tiết kiệm tiền các bạn ạ. Với lại nha, là một cái đám cưới á, hơi bị đắt tiền luôn bạn, chứ không phải dễ đâu nha. Là một cái đám cưới là mấy trăm triệu á. Ừ, đám cưới mấy trăm triệu á, chứ đâu phải dễ đâu trời. Nên là bọn mình cũng đang cố gắng từng ngày các bạn ạ. Rồi ok, thì đó chính là tổng cộng 6 câu hỏi mà mình đã chọn được ở trên kênh của mình đó. Thì nếu như bạn nào mà muốn mình tiếp tục làm thêm video bắt cua trả lời câu hỏi nữa, các bạn đừng quên comment xuống bên dưới cho mình biết câu hỏi của các bạn nha. Và đừng quên nhấn nút like cái video này nha các bạn. Nhớ nha, 5.000 like tôi sẽ làm tập tiếp theo. Ok. Rồi, à không, 5.000 like hơi nhiều, tôi cho bạn 3.000 like thôi cũng được nha. 3.000 like cũng được nha. 5.000 được mà, 5.000 nhiều mà. 5.000 hả? 5.000 hay 3.000? Thôi nói chung là mấy bạn cứ like đi, càng nhiều like tôi sẽ càng sớm ra video trả lời câu đúng hỏi rồi, tiếp theo. Ok. Like nha bạn. Rồi, ui tính ra là mới vừa chơi xong cái là win luôn rồi đó bạn. Vừa trả lời xong luôn. Ok, được rồi. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video trả lời câu hỏi đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như các bạn nào mà thấy thích video này và muốn một mình sẽ tiếp tục làm thêm cái series bắt cua trả lời câu hỏi như thế này á, đừng quên comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.